Sau này bạn sẽ hiểu. Người yêu bạn nhiều nhất không phải người sẽ ngồi đợi món ăn bạn nấu được dọn sẵn mới thấy ngon, mà là người sẽ cùng phụ bạn nấu ăn trong vui vẻ. Người yêu bạn nhiều nhất không phải là người sẽ tặng bạn những món quà đắt tiền khi bạn giận dỗi, mà là người sẽ vì bạn nấu một bát cháo thịt băm đơn giản khi bạn ốm. Người yêu bạn nhiều nhất không phải là người sẽ nói em tự giải quyết đi khi bạn gặp khó khăn, mà là người sẽ chạy thật nhanh đến bên bạn, lặng lẽ cùng bạn bước qua những tủi hờn, mệt mỏi. Vì thất bại có thể bắt đầu lại, vì khó khăn đều có thể vượt qua, nhưng thất vọng là thứ cảm xúc sẽ tồn tại mãi mãi ở trong tim. Người yêu bạn nhiều nhất không phải là người chỉ cố gắng bù đắp sau những cô đơn để bạn phải chịu đựng trong âm thầm, mà là người luôn đặt bạn ở trong tâm, dù bận bịu đến đâu. Họ cũng sẽ có đủ thời gian cho bạn. Người yêu bạn nhiều nhất không phải là người muốn bạn hy sinh, chịu đựng để họ tiến lên, mà là người dù biết trước tổn thương, vẫn nguyện lòng lùi lại để bảo vệ bạn.